Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo. Đối với cái phương pháp phẫu thuật này tương đối phức tạp, cái đội ngũ bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kết quả giảm cân hiệu quả cho chị. Và bây giờ thì tôi sẽ cho chị tiến hành nội soi, nhưng mà nội soi sẽ thực hiện là gây mê, thì chúng tôi đều giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ những cái yếu tố nguy cơ có thể gây ra của thuốc gây mê. Tôi bị stress tâm lý nên là ăn uống thất thường, do đó dẫn việc tăng cân trong vòng 4 năm nay. Tôi đã tìm hiểu về phương pháp đã khá lâu rồi, tuy nhiên thì phương pháp đó ở bên nước ngoài. Và mới gần đây thôi thì tôi mới biết đến bác sĩ Tuấn đã đưa được phương pháp thu nhỏ dạ dày về Việt Nam. Thì tôi có đến thăm khám bác sĩ và thực hiện phẫu thuật. Tôi rất muốn làm mẹ. Việc béo phì của tôi ảnh hưởng đến chuyện sinh sản, thế nên là tôi rất muốn thay đổi bản thân mình, có thể tìm lại mình ngày xưa và được thực hiện cái thiên chức làm mẹ của mình. Trước khi mổ thì tôi khá lo lắng. Việc mổ là một việc đại phẫu ấy, thì tôi rất là hồi hộp. Cũng được các bạn y tá và điều dưỡng động viên thì tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn và tin tưởng vào bác sĩ. Tôi mong là sau cuộc phẫu thuật này thì tôi có thể đạt được kết quả giảm cân tốt nhất. Sau phẫu thuật thì tôi mong tháng đầu tiên tôi có thể giảm ít nhất là được 10kg hoặc đến 15kg là tốt nhất.